Xin chào các bạn. Hôm nay Tuân lại tiếp tục con đường giải cứu động vật của mình, nhưng bằng một cách khác, là đi dạy bơi giúp người thường thành người cá. Đó, các bạn biết Tuân đang ở đâu không? Cột cái xe đạp này ở cột đèn xong rồi Tuân cho các bạn xem các đệ tử mới của mình nha. Bạn nào muốn học trở thành người cá đều phải tập bài tập khởi động chuẩn này để dẻo cột sống, mở rộng phổi, khỏe đôi tay. Thời gian làm việc một ngày của Tuân là 10 tiếng dưới nước. Nên ai không có duyên được Tuân dạy bơi trực tiếp thì học online. Học tốt rồi liên hệ Tuân hướng dẫn sửa kỹ thuật lại trong vòng 6 tiếng đồng hồ. Rồi Tuân sẽ cho các bạn thi cấp bằng người cá quốc tế luôn ha. Như vậy tiết kiệm thời gian, vì mỗi ngày có gần 100 cuộc gọi điện thoại hỏi Tuân là học bơi người cá, nhưng mà bây giờ Tuân đâu còn thời gian nữa các bạn. Bởi vậy các bạn xem những clip Tuân dạy bơi người cá rồi tập. Rồi thứ bảy cuối tuần chúng ta sẽ có một ngày để tất cả các người cá gặp nhau tại câu lạc bộ của Tuân ha. Bài tập khởi động tiếp theo mà làm người cá phải học là bài Love the Tree, yêu cây xanh. Mấy bạn đứng khép sát chân lại, hạ đầu gối xuống, hạ miệng ra, hít hơi vào và ngậm miệng lại, nâng mông lên, trường ngực lượn tay, rồi đứng duỗi thẳng người lên, thở ra bằng mũi. Bài này là tập lượn toàn thân, làm nóng các cơ khi tập bơi người cá dưới nước. Nhớ trước khi xuống nước là phải khởi động đúng hai cái bài tập này cho tốt nhé, thì mới bơi người cá đẹp được. Đấy, bạn nào muốn học bơi người cá ít ra phải bơi được như thế này. Sau khi tập khởi động hai bài quan trọng, bạn phải xuống nước bơi người cá bài cơ bản này. Hít hơi vào, nổi người lên, lắc nhẹ chân, đếm 1, 2, 3 rồi thở ra bằng mũi, kéo tay qua, há miệng ra, hít hơi vào. Bơi như vậy ít nhất 200m mỗi ngày để cảm nhận nước tốt, gia tăng khả năng hít thở sâu. Ít ra phải biết bơi, Tuân mới dạy bơi người cá lẹ được. Như bạn này, chỉ cần sửa kỹ thuật dùng tay kéo nước nữa là chuẩn người cá rồi đấy. Bây giờ Tuân sẽ hướng dẫn cái động tác sửa tay lại nâng cao nữa. Là cái tay ớt của em là như vậy là cũng được rồi, nhưng mà sửa tay ớt lại nâng cao hơn nữa. Là như thế này. Nhìn Tuân làm cho đúng nè. Xây cái chỗ ngay cùi chỏ thôi. Đưa lên lại. Đưa
ra lại, hiểu không? Xây từ cái cù chỏ thôi nè, thấy không? Bên này thôi, đúng rồi, từ bàn tay cho tới cù chỏ thôi, thấy không? Đưa tay qua là ôm nước nè. Công nhận bạn người cá mới sinh ra đời này có tố chất làm vận động viên bơi lội ghê ta. Hướng dẫn cái là làm được liền. Sửa cái tay kéo nước như vậy đó, sẽ bơi lướt nước rất là đẹp và tiết kiệm năng lượng. Bạn này tên là Tâm, đệ tử thứ 18 của Tiêu. Rồi nếu tập tốt kiểu bơi người cá cơ bản một nhịp nổi trên mặt nước, Tion sẽ hướng dẫn tiếp bài người cá. Sử dụng ống thở, nó cũng là nội dung chính trong phần thi cấp bằng người cá quốc tế level 1. Nên bây giờ bạn Tâm phải tập dùng cái ống thở này. Những đệ tử bình thường Tion sẽ cho học ống thở lặn biển, còn những đệ tử đặc biệt Tion mới cho sử dụng ống thở kình ngư, là dành cho vận động viên vì nó dài và khó tập hơn. Nhưng tập được sẽ thành siêu sao. Rồi anh hướng dẫn nha, em nhớ đừng có cắn vô hai cái bên này nha. Cái này là em ngậm hai bên hàm của em thôi. Cái này là ngậm hai bên hàm răng của mình. Nhớ kỹ nha, coi chừng bị uống nước á, là khi em hít hơi vô là cái miệng của em á ngậm vô cái này. Không có nhe răng cười khi hít hơi cái này vô. Khi hít hơi vô không có cái miệng em không, cái mép miệng em không có hở nha. Phải ngậm vô cái này để hít hơi vô. Rồi, thử trước đi. Ngậm xuống nước đi. Đó. Đó, nhe răng đây, nhe răng nè. Rồi, làm đẹp lắm. Đúng rồi, hai cái đó là ngậm nhẹ vô thôi chứ không phải là cắn vô nha. Sức nú, sức ra luôn á. Rồi, ngậm vô rồi hít hơi vào. Bằng hít hơi vào bằng miệng. Đếm 1, 2, 3, thổi mạnh hơi ra. Giống như thổi nến đèn cầy á. Rồi hít hơi vào bằng miệng tiếp. Là em sẽ hít hơi vô bằng miệng, thở hơi ra cũng bằng miệng. Nhưng mà khi mà em lặn xuống nước á, em thở ra là không có được. Em phải thổi mạnh ra cho nước nó văng ra rồi em mới hít hơi vô được, hiểu không? Rồi bây giờ em đeo cái ống này, em bơi có chừng coi chừng nước vô trong miệng. Nhớ cái tay mình ngang mặt nước để mình giữ thăng bằng, để mình biết là mình đang không có chìm ở dưới đáy. Nếu mà cái tay em không ngang mặt nước á, là cái ống nó chìm xuống dưới em mà hít vô là em bị uống nước. Nhớ nha. Bơi cái này á thì em không cần phải ngóc mặt lên, em cứ úp mặt xuống, em giữ thẳng tay ra phía trước, em hít hơi vô sâu thì người em sẽ nổi lên. Em cứ bơi giữ thẳng tay, không cần kéo tay kéo chân gì hết. Đeo cái này bơi qua bên lại, bơi qua bên lại. Ok. Đây đây đây. Nước vô nè, đúng không? Ngậm vô. Hít hơi vô bằng miệng. Hít hơi vô bằng miệng, ngậm chu mỏ ra, ngậm vô ống. Hít hơi sâu vô bằng miệng. Rồi nín thở lại, đếm 1 2 3 thổi mạnh hơi ra. Đúng rồi, rồi hít hơi vô bằng miệng tiếp. Nín thở lại đếm 1 2 3 rồi thổi mạnh hơi ra. Đúng rồi, bây giờ em bơi em cố gắng nổi ngang mặt nước nha, đừng để chìm nha. Hít hơi vô từ từ thôi nha. Ê ê, đeo vô. Và cuối cùng sau khi sử dụng ống thở tốt rồi, Tion sẽ cho bạn biến hình thành người cá để tập một số bài tập khởi động với đuôi cá nữa, là thi cấp bằng trở thành người cá. Thật sự được rồi đấy. Và nhiệm vụ của các người cá là phụ Tion thực hiện sứ mệnh bảo vệ thiên nhiên và động vật trên thế giới. Em có coi mấy video clip hướng dẫn tập khởi động của Tion chưa? Chưa hả? Thôi bây giờ Tion sẽ hướng dẫn tập bài bản lại. Ngồi lên cái thềm này cho cao lên.
hơi thở với cái đuôi của em phải hòa lại là một. Rồi trên cành cây chim hót nữa rồi. Coi hoài à. Alo. Alo anh Tion nè. Thôi rồi nói đi em. Bên ủa em nuôi mà con rái cá bị bệnh luôn rồi hả? Thôi được rồi anh hướng dẫn. Em làm nó bị bệnh rồi đó. Nó thở không được là nó sắp chết rồi đó. Để hồi anh hướng dẫn cho nha. Rồi anh đang dạy bơi cho mấy bạn người cá rồi. Nhắn tin vô fanpage của anh dưới quay clip coi nó đang bị trường hợp gì. Rồi anh về anh hướng dẫn. Rồi bye bye. Rồi em nha. Hơi thở của em với cái đuôi của em là một. Hơi thở của em điều khiển cái đuôi của em nha. Hơi thở dài thì cái đuôi lắc đuôi nhiều hơn. Hơi thở ngắn thì lắc đuôi ngắn hơn. Rồi bắt đầu khi em nâng đuôi lên nè, ngang mặt nước nè. Hai chân của em khép sát lại mà. Hai chân của em hạ xuống cùng một lúc thì sẽ tạo ra được hai cái lốc xoáy dưới nước. Nè, bắt đầu nè, nâng đuôi lên nè, hít hơi vào bằng miệng, hạ đuôi xuống thì thở hơi ra bằng mũi nha. Hạ miệng ra hít hơi vào bằng miệng, nâng đuôi lên thì giống như mình đang giữ thẳng như vậy. Giống như mình đang đứng trên bờ. Rồi hai cái chân của em nhấn xuống nước, tạo ra hai lốc xoáy nè, thấy không? Rồi em tự làm thử đi. Nâng chân lên hít hơi vào bằng miệng. Hôm qua anh nhớ hướng dẫn rồi mà ta. Hạ chân xuống, thở ra bằng mũi. Đó. Hai cái chân của em rất là đều nên hai cái lốc xoáy đều. Nếu mà hai cái chân của em mà khi tiếp xúc nước mà nó bị xéo thì hai cái lốc xoáy nó cũng sẽ bơi xéo, hiểu không? Nó không có đều. Nên cái chân tiếp xúc nước của mình lúc nào là cũng ngang mặt nước. Hồi nữa khi em bơi á là cũng như vậy. Hít hơi vào xong rồi em đợi cái đuôi em nổi ngang mặt nước, rồi em mới lắc đuôi một cái, xong rồi em thở. Em đếm 1, 2, 3, em thở ra bằng mũi, em kéo tay ếch, em ngẩng mặt lên hít hơi vào ha. Em nhớ rồi đúng không? Rồi em bơi một vòng ở dưới cho Tuyên coi. Bạn Tâm là người cá xuất sắc trong vòng 6 tiếng đồng hồ đã có thể biến hình thành một người cá thật sự. Và bây giờ bạn ấy chỉ cần luyện tập bơi lội người cá mỗi ngày để tới cuối tháng thi cấp bằng nữa thôi. Bởi vậy cái chương trình học bơi người cá cấp bằng quốc tế ở Mỹ, người ta yêu cầu Tuyên là chỉ đào tạo những bạn người cá đã biết bơi. Mấy bạn ấy phải bơi được 200m, nín thở, lặn được 10m và nổi trên mặt nước được 10 phút thì mới nhận học viên. Nhưng vì tình yêu Tuyên dành cho các bạn nhỏ, muốn hướng các bạn nhỏ trở thành những người cá số 1 thế giới, nên Tuyên dành rất nhiều thời gian để đào tạo người cá lốt chương trình quy định của Hiệp hội Quốc tế. Người ta chỉ cho Tuyên 6 tiếng để đào tạo ra một người cá, mà Tuyên bỏ ra hàng chục giờ đồng hồ để đào tạo người cá. Tôi nhận dạy bơi những bạn người cá chưa từng biết bơi luôn. Rồi có những bạn người cá bơi rất là khó sửa kỹ thuật, mất nhiều thời gian dữ lắm. Nên các em hiểu, tôi rất vì các em mà cố gắng tập luyện cho nó tốt để tôi đỡ tốn thời gian. Mỗi ngày tôi đều mất 2 giờ đồng hồ dành cho 1 đến 2 bạn, nên tôi chỉ có 10 tiếng trong ngày thôi. Những bạn nào có năng khiếu, có khả năng thì có thể xem qua video clip tôi hướng dẫn chuẩn như của bạn Tâm này đây, rồi tập tốt rồi gặp Tuyên để luyện thi cấp bằng người cá ha. Bởi vì càng nhiều bạn trở thành người cá thì Tuyên càng có nhiều tiền để bảo vệ thiên nhiên và động vật gây quỹ của người cá chúng ta. Cứ mỗi bạn đăng ký học bơi là Tuyên đã trích ra 500.000 đồng cho việc giải cứu động vật, làm thành một cái quỹ lớn để chúng ta đi thả thú cùng nhau, phóng sanh cùng nhau và tha thứ cho những lỗi lầm mà những người hại động vật đã gây ra. Thả thú là tha thứ.